Lệ Quyên và Huy Trường xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 12. Chúc các bạn khởi đầu ngày mới nhiều niềm vui và may mắn. Vâng, và ngay sau đây mời quý khán giả của chương trình hãy cùng chúng tôi khởi động ngày mới với những tin tức, sự kiện đáng chú ý. Những tin chính có trong mục chuyển động ngày mới. Năm 2017, gần 10 tỷ đồng ủng hộ các xã xây dựng nông thôn mới. Lào Cai triển khai các biện pháp giữ ấm cho học sinh. Đường sắt tăng hàng chục chuyến tàu dịp Tết Dương lịch. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đơn vị trung ương đã tích cực ủng hộ các xã bằng tiền và vật chất lên đến 10 tỷ đồng. Đây là nguồn ủng hộ cao nhất từ trước tới nay cho chương trình nông thôn mới. Trong số nguồn lực ủng hộ các xã xây dựng nông thôn mới có khoảng 500 triệu là tiền mặt, phần còn lại là tặng quà, xi măng, gạch, tấm lợp, cát sỏi, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng cây con giống, đóng góp ngày công lao động. Với 5 nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào thi đua, Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành và sự đồng thuận, hưởng ứng rộng rãi của nhân dân. Việc triển khai có hiệu quả phong trào đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc ủng hộ bằng vật chất, các cơ quan đơn vị được đỡ đầu còn tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức giao lưu văn nghệ, tuyên truyền pháp luật, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh sẽ được nghỉ học. Tuy nhiên, nếu áp dụng theo đúng quy định này thì số ngày nghỉ học của học sinh ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai sẽ rất lớn, không đảm bảo đủ số tiết trong năm. Chính vì vậy, để đảm bảo việc dạy và học được diễn ra bình thường, các nhà trường trên địa bàn đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để giữ ấm cho các em học sinh trong mùa đông. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang ở mức 6 độ C, nhưng hơn 550 học sinh của 12 lớp học tại trường Mầm non Hoa Đào, thị trấn Sapa vẫn được duy trì các hoạt động học, vui chơi và sinh hoạt bình thường. Nhà trường đã chủ động tăng cường các trang thiết bị sưởi ấm và che chắn kín các cửa sổ, đảm bảo nhiệt độ phòng học cho các em. Chúng tôi cũng đã thứ nhất là thường xuyên theo dõi bản tin trên đài truyền hình Sapa vào lúc 6 giờ 10 phút để xem thời tiết như thế nào. Thế và cũng chỉ đạo đối với tất cả các lớp là khi các cháu đến lớp là chủ động là bật lò sưởi rồi hệ thống giữ nhiệt ấm cho các cháu. Cửa sổ thì chúng tôi cũng thường xuyên là cũng đóng. Thế và bình nước nóng, nước lạnh là chúng tôi cũng có đầy đủ về nước nóng, nước lạnh sử dụng cho các cháu uống hàng ngày. Chúng tôi cũng đã thông tin thường xuyên tới phụ huynh là khi mà đưa các cháu đến trường là cũng đảm bảo ấm áp cho các cháu. Còn tại huyện vùng cao Bát Sát, ngành giáo dục cũng đã chủ động tăng cường công tác phòng chống rét cho học sinh, đặc biệt là các học sinh mầm non tại các điểm trường, phối hợp cùng với phụ huynh dự trữ củi để sưởi ấm cho các em. Cùng với đó, các khu bán trú cũng cấp thêm chăn, chiếu và che chắn các cửa sổ đảm bảo nhiệt độ phòng để giữ ấm cho học sinh. Xã Y Tý là một xã thì hầu như là các năm thì có cái thời điểm rất đậm rất hại, là có tuyết dày rồi là sương mù rồi là tôi nghĩ là cái này thì đối với lại riêng đặc thù riêng của Bát Sát thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc chống rét cho học sinh. Đó là vận động phụ huynh học sinh là phải chuẩn bị một số các cái như là củi, rồi lò sưởi, nếu lạnh quá là cho các cháu sưởi củi, rồi quan tâm đến đời sống sinh hoạt của các cháu, chăn chiếu, chăn màn, rồi là triển khai đến cái việc đun nước nóng cho các cháu uống, rồi là rửa tay, công tác vệ sinh. Để bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh, các trường học đã thực hiện chống rét theo phương châm 3 cần, đó là cần kín gió, cần ăn uống nóng và cần ngủ ấm. Mặt khác, tích cực huy động các nguồn xã hội hóa để trang bị thêm quần áo ấm, mũ len, khăn quàng, ủng chân cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Nhờ vậy, mặc dù thời tiết khá khắc nghiệt, nhưng tỷ lệ chuyên cần của nhiều trường học những ngày qua vẫn được đảm bảo. Các hoạt động dạy và học của thầy và trò các nhà trường vẫn diễn ra bình thường. Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai vừa tổ chức gặp mặt chức sắc tôn giáo và giáo dân tiêu biểu nhân dịp Giáng sinh 2017. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường đã chúc mừng các vị chức sắc, đồng bào công giáo đón mừng lễ Giáng sinh 2017 trong an bình, hạnh phúc. Hiện trên địa bàn phường Bắc Cường có 118 hộ giáo dân. Những năm qua, đại bộ phận các chức sắc tôn giáo và giáo dân thực hiện tốt việc đạo, việc đời, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, đồng bào có đạo nói riêng,
trong việc xây dựng đạo đức lối sống gắn với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Dịp này, phường Bắc Cường đã tặng quà cho 5 giáo dân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong thực hiện các phong trào ở khu dân cư. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu trên các tuyến trong dịp Tết Dương lịch 2018. Cụ thể, tuyến Hà Nội Vinh chạy thêm 7 đoàn tàu với khoảng 7.000 chỗ, tuyến Hà Nội Lào Cai chạy thêm 2 đoàn tàu với 750 chỗ. Trong thời gian này, hành khách mua vé đi tàu tập thể sẽ được giảm giá vé tùy theo số lượng người trong đoàn. Cụ thể, hành khách đi từ 10 đến 50 người, tính bằng 96% giá vé hiện hành. Hành khách đi từ 51 đến 100 người, tính bằng 94% giá vé hiện hành. Hành khách đi từ 101 người trở lên, tính bằng 92% giá vé hiện hành. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị không tăng giá vé tàu xe trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Bộ cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ cần tập trung rà soát, khắc phục bất cập hệ thống biển báo, hướng dẫn luồng tuyến, điều tiết giao thông. Bên cạnh đó phải có giải pháp cụ thể đối với các tuyến vận tải hành khách, tập trung kiểm tra các bến xe và doanh nghiệp vận tải, kiên quyết xử lý nạn xe dù bến cóc, chèn ép và bắt khách dọc đường. Bản tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 21 tháng 12 năm 2017. Vùng đồi núi thấp ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Vùng núi cao ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 4 đến 17 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 70%. Khu du lịch Sapa ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 3 đến 13 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà ít mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 4 đến 17 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Tiếp theo chương trình trong mục ống kính góc rộng, giao rừng cho doanh nghiệp, cách bảo vệ rừng mới ở Lào Cai. Triệu Phúc Lý, người nông dân có công trong việc nâng cao giá trị cây quế sẽ có trong mục nét đẹp cuộc sống. Phần cuối chương trình trong mục ấn tượng ngày mới, mời quý khán giả cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp của băng tuyết trên đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay thì việc bảo vệ rừng được giao cho người dân địa phương hoặc mỗi cộng đồng thôn bản quản lý. 200.000 cho mỗi hecta mà người dân được nhận đang giúp cho những cánh rừng của Lào Cai thêm xanh. Vâng, thế nhưng vẫn là 200.000 cho mỗi hecta, nhưng khi số tiền này được giao cho doanh nghiệp nhận khoán thì công tác bảo vệ và phát triển rừng lại có những đổi thay căn bản, mang tính bền vững cao khi lợi ích của doanh nghiệp gắn liền với rừng. Cụm nhà máy thủy điện Nậm Tha, huyện Văn Bàn vào mùa khô nhưng các tổ máy vẫn hoạt động đều đặn. Rừng được bảo vệ tốt nên giữ được nguồn nước cung cấp cho các nhà máy thủy điện. Bởi vậy, doanh nghiệp đã đầu tư xây thêm 3 nhà máy khác trên bậc thang của suối Nậm Tha, nâng tổng công suất cụm nhà máy lên trên 40 MW, là nhà máy thủy điện do doanh nghiệp dân doanh đầu tư lớn nhất tỉnh Lào Cai. Từ khi rừng được giao cho doanh nghiệp quản lý, ngoài đội tuần tra bảo vệ rừng chuyên nghiệp thì mỗi công nhân cũng được đào tạo, tập huấn có những kỹ năng cơ bản ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Hô hào tất cả hết các anh em, kể cả là rừng cho nhà máy tạm dừng để đi chữa cháy. Không có rừng thì không có nguồn nước để chạy máy. Bảo vệ rừng với cả phòng cháy chữa cháy lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Khi được chính phủ đồng ý với chủ trương của Lào Cai thí điểm việc giao rừng cho doanh nghiệp quản lý, bảo vệ, nhiều giải pháp đã được chính doanh nghiệp thực hiện. Những chốt chặn bảo vệ này được lập nên giúp kiểm soát tốt hơn việc mang lửa vào rừng của nhân dân. Chia sẻ lợi ích với nhân dân địa phương, nhiều diện tích thảo quả của người dân vẫn được doanh nghiệp tạo điều kiện chăm sóc, khai thác, thích hợp với điều kiện sống dưới tán rừng và trên tầng mùn cao. Những cây sâm ngọc linh này đã bám đất rừng Nậm Tha từ 3 năm nay. Dự kiến khi có đánh giá về chất lượng, chính doanh nghiệp sẽ chủ động sản xuất giống, cung ứng cho nhân dân trồng trên quy mô lớn, gắn việc trồng cây sâm quý với việc bảo vệ rừng cho doanh nghiệp. Nếu nó thành công thì chúng tôi cũng đầu tư cho bà con, phát giống cho bà con để bà con trồng. Cái việc trồng bà con trồng thì bà con sẽ tham gia với công ty chúng tôi để cùng giữ rừng và các bên cùng chia sẻ các lợi ích, đó là tôi thì sử dụng lấy được nước để phát điện, còn bà con thì chuyển đổi được một cái cơ cấu, dịch chuyển được một tập tục sinh sống của bà con. Trước là bà con đi phá rừng nhưng bây giờ bà con sẽ tham gia bảo vệ rừng cùng với chúng tôi.
muốn phát triển thủy điện, doanh nghiệp cần bảo vệ tốt diện tích rừng đầu nguồn, nơi cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện hoạt động. Gần 4.000 hecta được giao cho doanh nghiệp quản lý trong 4 năm qua đã giúp tăng độ tán che phủ rừng của khu vực xã Nậm Tha từ dưới 50% năm 2010 lên trên 56% như hiện nay. Đây là cơ sở để Lào Cai tiếp tục lựa chọn để công ty Thăng Long quản lý bảo vệ 5.800 hecta rừng khu vực huyện Bát Sát bắt đầu từ năm 2017 này. Tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện dự án giao khoán thí điểm đối với tập đoàn xây dựng Thăng Long. Đối với công ty Thăng Long thì đang tập trung chủ yếu vào là bỏ nguồn kinh phí của công ty tự có để bảo vệ rừng. Bởi vì quan điểm của công ty Thăng Long là muốn có nguồn nước và để thủy điện có nguồn thu thì bắt buộc là công ty phải tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng. Việc bảo vệ rừng được giao cho doanh nghiệp đã bước đầu mang lại những thành công nhất định. Tuy nhiên, để thực sự bền vững thì việc chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa, tạo mối đoàn kết gắn bó trong công tác bảo vệ rừng. Là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Bắc Hà, nhưng đời sống kinh tế ở xã Nậm Đét đang thay đổi từng ngày. Tất cả nhờ vào một loại cây được người dân ví von là cây tiền tỷ, đó là cây quế. Khác với trước kia thì chỉ qua vài công đoạn đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Vỏ quế đã được bán với giá trị cao hơn từ 25 đến 30%. Bào lớp vỏ mỏng bên ngoài, phân loại theo đơn hàng và phơi khô đúng tiêu chuẩn là những thao tác mà anh Triệu Phúc Lý ở xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà đã hướng dẫn để người dân nâng cao giá trị cho sản phẩm quế Lào Cai. Nếu bình thường, mỗi kg vỏ quế khô, nông dân chỉ bán được ở mức 38 đến 40.000 đồng. Thế nhưng qua những thao tác bào lớp vỏ ngoài, phân loại theo yêu cầu của đơn hàng, giá trị của quế vỏ khô đã tăng lên đến 60.000 đồng mỗi kg khô và có loại lên đến 140.000 đồng mỗi kg. Giá trị của cây quế đang được nâng lên nhờ vào việc anh Triệu Phúc Lý, một người con của xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, đã đi nhiều nơi để học hỏi và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Trước thì cũng chỉ nghĩ là đi buôn bán quế bình thường thôi như mọi người thôi. Thì đi bán hàng cho các cái công ty ấy, thì thấy người ta mua nhiều cái loại sản phẩm khác nhau. Thì mình mới học, mình hỏi người ta tại sao mà lại làm được như thế này. Nhưng qua người ta cũng hướng dẫn và bảo mình, thì mình về mình làm thử thì nó cũng làm được. Rồi không bán hàng thô nữa mà bán theo hàng sản phẩm. Nhưng bây giờ đã gọi là bán được nhiều cái sản phẩm mà ra với nhiều cái nước khác nhau, người ta cũng công nhận là mình làm như thế là đạt tiêu chuẩn. Khi được nghe về đầu ra và tương lai rộng mở của cây quế, nhà nào ở thôn Nậm Đét cũng có người tham gia. Lớp tập huấn về sơ chế vỏ quế được tổ chức ngay tại thôn bản và hoàn toàn không có sách vở. Mỗi học viên chủ động mang sản phẩm đến thực hành. Thay cho giảng lý thuyết thì cách làm của Triệu Phúc Lý là cầm tay chỉ việc, làm đến đâu chắc đến đó. Cái gì chưa làm được phải hướng dẫn ngay bằng chính nguyên liệu của mỗi người. Chính bởi cách làm này mà có đến vài tạ vỏ quế được sử dụng cho việc thực hành chỉ trong buổi sáng. Trực tiếp là Lý truyền đạt và là quế sơ chế này thì bán thì giá cao hơn. Một cân uống sáo thì có thể bán được 73.000. Ống điếu thì bán được 60.000. Đấy, xong là như thế thì bà con rất là phấn khởi. Mà chưa thấy bao giờ mà có bảo là quế lên tận 60-70.000 một cân. Đấy, như này thì có thể là cũng đáp ứng được ngày công của nhân dân để làm. Phúc Lý hướng dẫn mọi người bằng tiếng Dao nên dễ hiểu. Làm được ngay, làm như hướng dẫn mà giá bán cao hơn nhiều thì thêm một tí công nữa tôi cũng làm để bán quế được nhiều tiền hơn. Theo anh Triệu Phúc Lý, thì khi quế được sơ chế đúng kỹ thuật, giá thu mua quế sau sơ chế hàng ống điếu là 60.000 đồng mỗi kg, hàng ống sáo là 73.000 đồng mỗi kg, hàng thuốc lá là 140.000 đồng mỗi kg và hàng chặt vuông là 60.000 đồng mỗi kg. Giá thu mua này hiện đang cao hơn so với cùng kỳ năm trước, từ 5 đến 10.000 đồng mỗi kg, tùy vào từng loại mặt hàng. Toàn bộ sản phẩm này đều được Hợp tác xã Chiến Thắng của huyện Bảo Thắng thu mua và xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước châu Âu. Mong muốn làm sao để mình không phải là sơ chế hàng thô này nữa mà mình còn sơ chế nó còn nâng cấp lên nữa để mình có thể là mình bán trực tiếp cho những người tiêu dùng luôn, bán được luôn.
chứ không phải qua những cái khâu để nó lại sơ chế lại nữa, thì nó sẽ nâng được cái giá cả nó lại lên thêm một bậc nữa. Lào Cai hiện có khoảng 15.000 hecta quế và sẽ nâng dần lên đến 25.000 hecta vào năm 2025, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Việc làm của anh Triệu Phúc Lý đang giúp giá trị cây quế được nâng cao, qua đó tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao Lào Cai. Huy Trường này, những bức ảnh được dân mạng truyền nhau trong thời gian qua về cái hình ảnh mà Phan Xipang được phủ kín những cái băng tuyết đó, làm cho khung cảnh ở nơi đây rất là thơ mộng đúng không? Và cùng với đó thì mọi người dân cũng liên tục rủ nhau lên Sapa để săn cảnh tuyết nơi đây. Vâng, đúng vậy chị Lê Quyên ạ. Và do nhiệt độ hạ thấp, nóc nhà Đông Dương và cánh rừng Hoàng Liên ở trên cao gần như đã bị bao phủ kín bởi băng tuyết. Và khung cảnh ở đây đã tất cả đều tạo nên một màu trắng xóa và kéo dài rất là vô tận và đã thu hút rất là đông đảo du khách đến tham quan chiêm ngưỡng. Vâng, và đặc biệt là tại thời điểm này thì khu du lịch quốc gia Sapa Lào Cai đang sẵn sàng cho lễ hội mùa đông 2017 nữa. Việc xuất hiện mưa tuyết là điều kiện lý tưởng để Sapa và đỉnh Phan Xipang thu hút du khách đến tham quan và khám phá. Trong ít phút cuối còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng ngắm nhìn khung cảnh đẹp của khu du lịch cáp treo Phan Xipang. Và tới đây thì chương trình Lào Cai ngày mới của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chế nó còn nâng cấp lên để mình có thể là mình bán trực tiếp cho những người tiêu dùng luôn, bán được luôn, chứ không phải qua những cái khâu để nó lại sơ chế lại nữa, thì nó sẽ nâng được cái giá cả nó lại lên thêm một bậc nữa. Lào Cai hiện có khoảng 15.000 hecta quế và sẽ nâng dần lên đến 25.000 hecta vào năm 2025, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Việc làm của anh Triệu Phúc Lý đang giúp giá trị cây quế được nâng cao, qua đó tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao Lào Cai. Huy Trường này, những bức ảnh được dân mạng truyền nhau trong thời gian qua về cái hình ảnh mà Phan Xipang được phủ kín những cái băng tuyết đó, làm cho khung cảnh ở nơi đây rất là thơ mộng đúng không? Và cùng với đó thì mọi người dân cũng liên tục rủ nhau lên Sapa để săn cảnh tuyết nơi đây. Vâng, đúng vậy chị Lê Quyên ạ. Và do nhiệt độ hạ thấp, nóc nhà Đông Dương và cánh rừng Hoàng Liên ở trên cao gần như đã bị bao phủ kín bởi băng tuyết. Và khung cảnh ở đây đã tất cả đều tạo nên một màu trắng xóa và kéo dài rất là vô tận và đã thu hút rất là đông đảo du khách đến tham quan chiêm ngưỡng. Vâng, và đặc biệt là tại thời điểm này thì khu du lịch quốc gia Sapa Lào Cai đang sẵn sàng cho lễ hội mùa đông 2017 nữa. Việc xuất hiện mưa tuyết là điều kiện lý tưởng để Sapa và đỉnh Phan Xipang thu hút du khách đến tham quan và khám phá. Trong ít phút cuối còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng ngắm nhìn khung cảnh đẹp của khu du lịch cáp treo Phan Xipang. Và tới đây thì chương trình Lào Cai ngày mới của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn.